Xin chào các bạn, các em đã đến với chương trình Lamborghini TV. Chúng ta nhiều khi rất là hay nhầm lẫn với không các bạn? Chúng ta nhầm lẫn rất nhiều thứ giữa tình yêu, tình dục, sự lãng mạn, sự yêu thương, sự hy sinh, sự gần gũi. Và tất cả trong cái mớ bồng bông đó, nó vì cái sự nhầm lẫn đó, nó sẽ dẫn đến những cái sự diễn dịch khác nhau và đem đến những cái kỳ vọng khác nhau. Và điều đó, vì những cái kỳ vọng đó nó bị nhầm lẫn, cho nên nó đem đến những cái đổ vỡ, những cái tổn thương trong lòng chúng ta, hoặc là những cái sai lầm mà mình đã làm. Và hôm nay khi mà nói về tình yêu, tôi xin chia sẻ với các bạn, mà chúng ta vén cái màn bí mật này, các bạn có muốn sẵn sàng nghe không? Bí mật về tình yêu. Và nó là một cái lịch sử từ thời Hy Lạp, người ta đã đặt tên cho nó các bạn ạ. Và cho đến ngày hôm nay thì tôi chia sẻ với các bạn bằng những cái phản ứng khoa học, những cái điều rất là hay trong não của chúng ta, để chúng ta hiểu được và phân định được các loại tình yêu. Vậy thì sau cái bài chia sẻ này, tôi rất muốn các bạn comment ở dưới đây nè, là các bạn đang yêu kiểu gì, đang ở giai đoạn nào, hay là yêu kiểu gì. Và các bạn nhớ nhé, trong cái chuyện mà tôi chia sẻ đây không có cái gì sai đúng hết, nó chỉ là các loại cảm xúc tình yêu mà thôi. Cho nên đừng có ngại là nói ô cái này sai, cái này đúng không. Không có ai judge, phán đoán cái điều này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và chúng ta sẽ bắt đầu vén cái màn bí mật của tình yêu. Các loại tình yêu. Tình yêu thứ nhất, đó là romance, sự lãng mạn. Sự lãng mạn ở đây là khi các bạn mới bắt đầu yêu, các bạn cảm thấy nôn nao, các bạn cảm thấy xốn xang trong bụng của mình, tiếng Anh nó gọi là butterfly. Giống như là mình khó ngủ, mình hơi khó ăn, mình không muốn ăn nhiều, mình hơi no no ngang ngang. Và mình chỉ nghĩ về nhau, và mình một ngày mà có 24 tiếng đồng hồ, chỉ trừ khi bạn ngủ quá mệt thôi, chứ còn bạn nghĩ đến người đó là đến 20 tiếng đồng hồ rồi. Và bạn muốn làm cái gì đó để gặp người đó, để làm cho người đó vui, happy. Bạn muốn dành thời gian cho người đó, bạn muốn đến gần người đó, bạn nhớ nhung. Và lúc đó não của bạn nó phát tiết ra rất nhiều pheromone, làm cho các bạn cảm thấy nó feel you, nó bay bổng. Đó là giai đoạn tình yêu lãng mạn. Và cái thứ hai, đó là tình yêu khao khát, khát khao. Tiếng Anh, desire. Có nghĩa là bạn cũng mong chờ nhau. Và ở đây nó ở một giai đoạn là bạn muốn gần gũi nhau và muốn chạm đến nhau một cách rất là chân tình. Bạn muốn quan hệ tình dục với người đó, vì bạn muốn khao khát người đó, bạn muốn gần người đó từ cả tâm hồn lẫn thể xác. Và bạn có thể là lúc đó bạn tưởng tượng những cái giây phút bên nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn. Cơ thể của bạn nó bắt đầu tiết ra rất là nhiều androgen, testosterone và estrogen, để nó đẩy đến, nó tạo một cái arousal, là một cái sự khơi gợi, làm cho bạn khát khao và muốn người đó, cả trong lẫn ngoài, cả ngoài lẫn trong. Ok, bây giờ mưa rồi, bây giờ phải vô nhà, mình sẽ vô nhà mình quay tiếp nha mọi người nhé. Và kế tiếp có một loại tình yêu đó nữa, một tôi cũng có thể gọi nó là cảm giác tình yêu, tôi gọi nó là tình yêu này là bạn tình dục, lust, tình dục. Thì bạn này sẽ là đơn thuần chỉ là những cái thôi thúc của cơ thể, của thể xác, và mình muốn thỏa mãn những cái khát khao, những cái ham muốn, những cái thúc giục của thể xác. Bởi vì ngay lúc này thì mình đã được thúc đẩy bởi rất nhiều dopamine, nó được kích lên não, cộng với là nitrate oxide, nó làm, nó thúc giục và nó đẩy vào những cái bộ phận cơ thể tình dục của bạn, làm cho nó cảm thấy bị khơi gợi, được arouse, và làm cho bạn hứng lên và bạn muốn thỏa mãn. Và để thỏa mãn xong rồi là giải phóng cái điều đó, sau đó là xong, không còn cái cảm giác đó nữa. Thì đây cũng là một loại được định ở trong những cái giai đoạn của tình yêu. Đơn giản cái tên của nó là lust. Và một cái loại khác, loại thứ tư, đó là một loại tình yêu khác, đó là tình yêu đam mê, passion. Đam mê ở đây có nghĩa là như thế nào? Bạn sẽ cảm thấy bạn muốn gần người đó, cả thể chất lẫn tinh thần. Bạn muốn vui cười, bạn muốn chia sẻ khi gần người đó. Bạn cảm thấy thăng hoa, bạn cảm thấy hạnh phúc. Và
bạn bắt đầu bạn cảm thấy là bạn muốn có những cái cam kết chia sẻ, quan tâm và ở gần người đó nhiều hơn để chia sẻ và cảm nhận những cái điều đẹp đẽ trong cuộc sống, bởi vì mình đam mê cái đó, mình muốn cười với người đó, mình muốn chia sẻ với người đó. Thì ở đây tôi gọi là đam mê. Thì cái giai đoạn này đâu đó nó cũng kéo dài trong một tình yêu, từ ngày đầu cho từ cái lúc mà mình cảm thấy rất là butterfly, là cảm thấy nôn nao, phấn chấn, cho đến cái lúc mà đam mê. Thì theo nghiên cứu khoa học, nó đâu đó kéo dài khoảng chừng 6 tháng là qua cái giai đoạn đam mê này. Nó không thể nào mà quá dài được. Chúng ta sẽ nói sao các bạn, trời ơi, vậy là hết rồi hả? Không sao. Thì trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó sẽ có những cái giai đoạn khác nhau làm mới, và mình phải hiểu vấn đề để, như tôi đã nói, để những cái kỳ vọng, để những cái suy nghĩ và hành vi của mình nó khác, đúng không các bạn? Và đây là cái phần mà tình yêu đam mê. Ok. Và kế tiếp đó là từ tiếng Anh gọi là intimacy, tức là cái sự kề cận, ân ái. Đây cũng là một dạng tình yêu, khi mà chúng ta bắt đầu thấu hiểu với nhau, chia sẻ với nhau những câu chuyện. Thí dụ như có những chuyện gia đình của mình thích kể với người đó, mình tâm sự với người đó, mình yêu thương người đó, mình tâm sự, là bắt đầu chuyển sang giai đoạn ân ái, cận kề, chia sẻ, hơi bắt đầu có sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau qua cử chỉ, qua lời nói, qua những cái câu chuyện trong cuộc sống, ngoài là những cái chuyện là giữa hai chúng ta với nhau mà thôi. Và ở giai đoạn này, nó bắt đầu có sự tin tưởng và bắt đầu có sự hàn gắn, và mình cảm giác như là tôi không phải là tôi đam mê người này nữa, bùng cháy một cái ngọn lửa đốt cháy cái kiểu như những giai đoạn trước, nhưng mà tôi cảm thấy rất là tin tưởng và an tâm với người này, yêu thương, và tôi muốn cam kết hơn, tôi muốn ở sâu, ở lâu hơn với người này và hàn gắn với người này, gọi là intimacy. Và kế tiếp đó là một cái loại tình yêu khác, tôi gọi là tình yêu gọi là locking down. Locking down có nghĩa là khóa chặt, cũng có thể một nghĩa tiêu cực, có nghĩa là giống như mình bị cầm tù, giam cầm, mình bị lock lại, mình bị khóa lại. Có nghĩa là như thế nào? Một số các bạn sẽ thấy ở cái giai đoạn mà mình lấy cái người đó, mình cam kết người đó, mình ở chung với người đó rồi, và khi mà cái đam mê không còn nữa, có thể là một số những cái dục vọng cũng không còn, những cái lâng lâng, những cái lãng mạn cũng không còn, nó có qua đi rồi, nhưng mà mình cũng không thể xa người đó được, bởi vì mình đã lock down, mình đã cam kết qua cái nhẫn cưới, qua tôn giáo, qua cái tờ hôn thú với nhau, cho nên mình vẫn còn ở lại với nhau và cố gắng xây dựng với nhau. Thì đây là một dạng tình yêu gọi là locking down, lockdown. Và một cái dạng tình yêu nữa, đó là một dạng tình yêu real deal, tức là một cái dạng tình yêu, một cái sự thật, tức là real là thật, deal là một cái deal nào đó các bạn, cái deal mình hay nói cái deal, một cái thương vụ sự thật, real deal. Có nghĩa là sao? Có nghĩa ở đây là mình biết hết những cái xấu của nhau, cái tốt của nhau, cái tật của nhau, và mình chấp nhận nhau, mình yêu thương nhau, mình tha thứ nhau, mình vẫn thích ở gần nhau, mình cam kết, có khi mình gây, mình giận vậy đó, nhưng mà rồi mình vẫn yêu thương nhau và tin tưởng và cam kết với nhau. Mình qua được rất là nhiều sóng gió trong cuộc đời và mình muốn đi cái con đường dài với người này. Thì ở cái giai đoạn này thì các bạn sẽ không có những cái ngọn lửa kiểu mà butterfly nôn nao rồi phấn chấn cái kiểu ở những giai đoạn đầu, nhưng mà các bạn có một cái sự tin tưởng rất là vững mạnh, một cái tình yêu, một cái hormone lan tỏa rất lớn, đó là oxytocin, yêu thương, cam kết, serotonin, oxytocin, cam kết, yêu thương, tin tưởng với người này, chấp nhận người này, không bắt lỗi bắt phải, biết nhau nhiều, không có làm màu làm mè gì cả. Thì đây chính là real deal. Và một cái loại tình yêu khác, đơn giản có một cái từ của nó thôi, là love. Love có nghĩa là tại mình yêu thương, mình yêu thương bản thân người đó, yêu thương gia đình, hành động, lời nói của người đó, cả thể xác lẫn tâm hồn, cả ngoài lẫn trong. Và tình yêu trao tặng này, cái love này, cái chữ love này,
nó sẽ là sự tin tưởng, sự cam kết, có tình dục, tình yêu, có sự xây dựng cả đôi bên. Thì đây cái từ của nó rất là lý tưởng phải không các bạn? Đó gọi là love, tình yêu. Như vậy là chúng ta đã nói đến 8 cái loại tình yêu trong ngôn ngữ tình yêu đúng không các bạn? Không có đúng, không có sai gì cả. Nhưng chúng ta hiểu cái giai đoạn của tình yêu đó và bản chất của cái loại tình yêu đó, để chúng ta có những cái kỳ vọng khác nhau, chúng ta có những cái ứng xử khác nhau, để cuộc sống của chúng ta thoải mái, yêu thương và không có bị tổn thương và biết xây dựng. Chúng ta đã nói đến thứ nhất, đó là tình yêu romance, lãng mạn. Thứ nhì, chúng ta nói đến desire, là tình yêu khao khát, khát khao. Thứ ba, chúng ta nói đến lust, là đơn thuần chỉ là tình dục. Thứ tư, chúng ta nói đến passion, là đam mê. Thứ năm, chúng ta nói đến intimacy, là sự thấm thiết, chia sẻ gần gũi. Thứ sáu, chúng ta nói đến lockdown, có nghĩa là hoàn toàn bị khóa chặt, bị giam cầm, bị kéo với nhau do một cái luật lệ nào đó. Và cái thứ bảy, chúng ta nói real deal, là một cái điều mà chúng ta qua đến những thử thách, chúng ta biết hết những cái xấu, cái tốt, chấp nhận nhau, vẫn tin tưởng nhau. Và cái tuyệt vời nhất, đơn giản chỉ là một cái tên, real love, love là khi chúng ta yêu thương nhau cả thể xác lẫn tinh thần, cả trong lẫn ngoài, cả tin tưởng, yêu thương, cam kết và cùng nhau chia sẻ cho cuộc sống này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn cảm thấy mình đang ở giai đoạn nào, đang suy nghĩ gì và có câu hỏi gì cho tôi, các bạn hãy viết với comment. Và đừng quên đăng ký vào kênh LoveQ TV và chia sẻ video này để giá trị lại được lan tỏa đến nhiều người Việt Nam hơn nữa. Xin chào các bạn. Bye! Believe, begin, become. Hãy tin, hãy bắt đầu và bạn sẽ trở thành.